Gia tổ Rothschild quyền lực được cả thế giới biết đến với cái tên ông tổ ngành ngân hàng. Không chỉ nóng ngành tài chính toàn cầu mà họ còn là ông trùm trong thế giới rượu vàng, sở hữu hàng trăm bất động sản sản xuất rượu vàng trên toàn cầu. Nhưng có lẽ Pháp vẫn là ngôi sao sáng nhất, tiếp tục với series 61 gia tổ danh giá trong bảng xếp hạng Renku Class 1855. Hôm nay hãy cùng Cao Minh khám phá một thương hiệu dưới trướng gia tộc huyền thoại này nhé. Chào mừng bạn đến với Chateau du Hat Maison Rothschild. Thủa mới hình thành, Chateau Maison là tên do hổ tước De Sugar đặt. Nó được biết đến là rượu thứ hai của Chateau Lafite. Dù không thể vượt qua Chateau Lafite, nhưng rượu vang của Chateau Maison vẫn được coi là hình mẫu biểu trưng của vùng Pauignac huyền thoại. Thương nhân rượu vang Guillaume Latun năm 1815 từng mô tả đây là một dòng vang mạnh mẽ, màu sắc tuyệt đẹp và có hương thơm như là loại sắp nến cao cấp. Đến giữa thế kỷ 19, gia đình Castiglia mua lại và sửa tên điển trang theo đúng truyền thống Bordeaux, lúc bấy giờ thành Chateau du Hat Maison. Ngài du Hat, tổ tiên của Castiglia, là một thương nhân nổi tiếng dưới thời vua Louis XV. Ngôi nhà ở cảng của ông sau khi nghỉ hưu ở Pauignac cũng trở thành nguồn cảm hứng để làm nhãn chai vang thương hiệu này. Do lục đục nội bộ, đến năm 1937, gia đình Castiglia đã phải giao bán bất động sản này. Chỉ trong 25 năm, nó đã qua tay 5 chủ sở hữu khác nhau, dần dần bị chia cắt, cộng với đợt sương giá năm 1956 đã dìm chất lượng của rượu vang Chateau du Hat Maison Rothschild xuống đáy, cho đến khi nhà Rothschild mua lại khu đất này năm 1962. Trong quá khứ, đây là một điền trang rộng 110 ha, nhưng sau đó biến động chỉ còn 17 ha. Bằng nhiều biện pháp tích cực, nhà Rothschild đã đưa con số này lên 16 ha vào năm 2001. Kể từ đầu thế kỷ 21, sự nỗ lực phát triển của các đồn điền và xây dựng lại hầm rượu trong suốt 40 năm đã mang lại những cải thiện và chất lượng, đã đưa Chateau du Hat Maison về đúng với danh hiệu thực sự của phần hạng số 4 trong bảng xếp hạng Renku Class 1855. Nằm ở vị trí đắc địa thuộc phía bắc của vùng Pauignac, Chateau du Hat Maison sở hữu vườn nho với 67% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot được trồng trên nền đất sỏi, cát, đá vôi và đất sét. Trung bình, những trái nho có độ tuổi đời khoảng 30 năm được trồng thành 40 lô riêng biệt với mật độ 7.500 cây trên 1 hecta. Là một trong số ít Chateau lâu đời, nơi đây thực sự là một nhà sản xuất rượu vang thuần túy. Bằng những phương pháp truyền thống của Bordeaux, nho đã được phân loại cẩn thận và đặt trong thùng bể chứa bê tông hoặc thùng thép không gỉ để lên men. Trong quá trình này sẽ bơm nhẹ nhàng để tối ưu hóa tổng thời gian ngâm vào khoảng 20 ngày. Sau quá trình tuyển chọn khắt khe này, rượu được pha trộn và chuyển sang thùng gỗ sồi mới 50% khoảng 16 tháng. Hãy tưởng tượng bạn đang lạc bước trong khu vườn hương vị huyền bí của Chateau du Hat Maison. Trên tay là một ly vang nồng nàn, mỗi ngụm vang là một bản giao hưởng đầy mê hoặc, nơi những nốt hương tinh tế hòa quyện tạo nên trải nghiệm vị giác khó quên, với những màu sắc bắt mắt ấn tượng với màu đỏ tím mở ra hương thơm nồng nàn của trái cây chín kết hợp với bạc hà, mùi khói tinh tế. Nhấp một ngụm, bạn sẽ cảm nhận được vị tannin đậm đà, thể hiện rõ sự sang trọng khi chúng ta dần dần lấp đầy khoang miệng. Cấu trúc vang cân bằng, hoàn hảo, tạo nên một hương vị sống động, độc đáo với các nốt than trì rất đặc trưng của vùng Pauignac. Để tôn vinh hương vị đẳng cấp của Chateau du Hat Maison Rothschild, hãy kết hợp cùng các món ăn từ thịt đỏ như bò bistec, thăn cừu nướng, sườn hầm. Hương vị đậm đà của thịt đỏ sẽ hòa quyện cùng với tannin và hương vị trái cây của vang, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Hãy để Chateau du Hat Maison vẽ nên câu chuyện của riêng bạn, nơi đam mê hòa quyện cùng nghệ thuật tạo nên một tinh hoa rượu vang thượng hạng. Cao Minh hân hạnh mang đến cho các bạn những trải nghiệm rượu vang Chateau du Hat Maison chính hãng, chất lượng thượng hạng, để mỗi khoảnh khắc thưởng thức vang của bạn để trở nên hoàn hảo. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của rượu vang Cao Minh để cập nhật những dòng vang mới mẻ, độc đáo và khám phá rượu vang đầy mê hoặc với những câu chuyện đầy cảm hứng nhé. Để sở hữu ngay các sản phẩm rượu vang nhập khẩu chất lượng với những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0931 833 666 hoặc ghé thăm các showroom của Cao Minh trên toàn quốc để nhận được sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia.
bằng cả trái tim, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.